Xin chào tất cả các bạn. Mình đang đứng ở trên cầu Trà Và. Đây là một cái cầu rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Cái cầu này nối quận 5 và quận 8. Và hướng phía trước chúng ta là hướng từ quận 5 đi qua. Ở dưới cái cầu này là con kênh Tàu Hủ. Các bạn cũng thấy là ở mé bờ kênh Tàu Hủ này có rất nhiều tàu thuyền đậu. Ở dưới đây thì đang diễn ra một cái hội chợ gọi là chợ Quái Sưng. Đi hướng này thì chúng ta sẽ đi qua quận 8. Ở kênh Tàu Hủ này, phía bờ quận 8 được gọi là bến Bình Đông. Còn phía bờ quận 5 ngày xưa được gọi là bến Lê Quang Liêm. Ở bến Bình Đông này thì vào những dịp gần Tết sẽ hình thành một cái chợ buôn bán bông kiển, cây kiển hoặc là trái cây của các tỉnh miền Tây, được các thương lái đem lên bằng ghe hoặc tàu. Và người dân Sài Gòn sẽ tới đây mua. Ở đây thì hàng hóa được trực tiếp chở từ miền Tây lên. Thành ra có thể nói đây là những nơi mà bán hàng tương đối rẻ hơn so với những hội chợ hoa nằm ở trung tâm thành phố đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống bến Bình Đông nha các bạn. Chợ hoa bến Bình Đông năm nay được gọi là chợ hoa sưng trên bến dưới thuyền rồi các bạn. Ở đây bán bông cúc với lại cây quất, mà người miền Nam mình gọi là cây tắc á. Ở một số nơi miền Nam mình, miền Tây Nam Bộ mình thì gọi cái này là cây hạnh. Ở đây thì họ đang dựng cây để làm cái gian hàng bán đồ đây ha. Các bạn thấy là ở đây có rất là nhiều ghe đậu. Trên ghe có rất là nhiều bông. Có lẽ như là chưa có người khiêng lên bờ để bán ha. Ở đây chắc là họ đang đợi người tới để khiêng lên bờ nè. Các bạn thấy là cây quất này cái gốc khá là to ha, trái rất là nhiều nhưng mà cái dáng không được đẹp lắm. Cây quất này khi mua trứng ở nhà thì các bạn biết là nó biểu hiện cho sự may mắn và sung túc. Nếu mà cây có càng nhiều trái thì nó càng biểu hiện cho sự dồi dào và tài lộc. Các bạn thấy là trên ghe này có rất nhiều cây quất đó các bạn. Họ chỉ khiêng xuống một vài cây để mà trưng bày thôi cho khách chọn. Bến Bình Đông này ngày xưa là một cái nơi kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Và nó là nhất nhì Sài Gòn chợ lớn. Do khu vực này có rất nhiều người Hoa sinh sống. Các bạn cũng biết là người Hoa thì rất là giỏi kinh doanh mua bán. Nên khu vực này ngày xưa là thuyền đậu san sát nhau ha, để mà nhập và xuất hàng hóa. Để đi ra mé bờ kênh này ngắm mấy chiếc ghe này các bạn. Lâu lâu mới có cơ hội ngắm ghe tàu. Ngày xưa thì các phương tiện chuyên chở hàng hóa chủ yếu là bằng ghe và tàu này các bạn. Do là ngày xưa đường xá đâu phát triển như bây giờ các bạn. Các bạn biết là ở dưới miền Tây sông rạch chằng chịt. Người miền Tây muốn lên Sài Gòn thì phải đi qua rất là nhiều phà. Việc chuyên chở hàng hóa rất là khó khăn. Nên là việc dùng ghe tàu chở hàng rất là phổ biến ở miền Tây. Đi bằng ghe thì các bạn không phải đợi qua phà, có thể đi một mạch từ miền Tây lên Sài Gòn luôn. Nhưng mà đi ghe tàu thì nó có một cái bất lợi, đó là vào những ngày nước ròng các bạn thì nó không đi được thôi,
không phải chờ nước lên thì mới đi được. Ở đây họ đang chuyển cây xuống bến nè các bạn. Cây giá 2 triệu tới 2 triệu 7 ha, tùy theo cây đẹp với cây xấu các bạn. Cây đẹp thì cây ra nhiều trái, dáng đẹp. Trên ghe này chở rất là nhiều cây ha các bạn, có những cái cây đó, cái trái nó màu vàng luôn nè, đó là những cái cây mà trái nó chín rồi đó, chín rồi nó chuyển qua màu vàng. Cầm vợt bắt cá hay sao đó, cá đây mà bắt lên thì dám ăn mới ghê. Chắc là cái ông này ổng dưới quê nên không biết cái kênh tàu hủ này là vô địch về ô nhiễm ha. À, các bạn biết là khu vực Chợ Lớn này có rất là nhiều công ty và dạng gia đình đó các bạn. Ví dụ như các công ty in ấn bao bì, rồi các công ty gia công cơ khí như tiện phay bào hoặc là gia công các chi tiết cơ khí, họ thải những cái chất dầu mỡ cặn dư gì đó ra bên kênh tàu hủ này, hoặc là các nhà hàng quán ăn hay là các cái cửa hàng quay thịt quay hay quay đó các bạn. Thì trong quá trình mà làm thì dầu mỡ rất nhiều, thì họ cũng xả luôn ra đây là kênh tàu hủ này, và là nó ô nhiễm một phần là do cái đó. Ở khu này thì mình thấy chỉ có bán quất với là bông cúc thôi các bạn. Để lên chút xíu nữa coi có bán mai không, chắc là phải có thôi. Tết thì phải có mai rồi, nhưng mà chắc là người ta tập trung lại khu mai riêng và khu cây quất riêng. Tết vừa rồi thì các bạn thấy là các nhà vườn họ bán cây cảnh là bông hoa vậy nó lỗ rất là nặng. Một phần là do tâm lý của người Việt mình là thường hay đợi tới ngày trưa 30 hay chiều 30 vậy đó. Đi ra mua thì cứ nghĩ người ta sẽ bán đổ bán tháo để mà về ăn Tết. Thì cũng tội cho những người bán cây cảnh này, những cái nhà vườn đó, họ chăm sóc cây suốt năm trời, mong thì tới dịp Tết bán kiếm tiền. Bây giờ thì các bạn cũng biết là những cái nhà vườn hoặc là cái chủ vựa hoa hoặc cây cảnh gì thì họ không bán tháo bán đổ nữa, mà cái nào không bán được thì họ đem về nếu mà dưỡng được, còn không dưỡng được thì họ bỏ luôn chứ họ không bán đổ bán tháo ha.
ngoái thì các bạn thấy là cả một núi bông họ bỏ, hoặc là những cái cây mà cây mai hoặc là những cây bự bự, họ không, nếu mà họ nghĩ không giữ được thì họ bỏ luôn vào xe rác, không cho, không bán, để mà tránh cái tâm lý chờ tới trưa hoặc chiều 30 ra hy vọng mua được với giá rẻ bèo. Thì mình thấy chính quyền họ bố trí lực lượng bảo vệ ở bến Bình Đông này khá là đông đó các bạn, để mà tránh tình trạng kẻ gian họ trà trộn, nó cướp giật, nó trộm cắp. Bây giờ chúng ta đi vào khu vực bán mai với lại bông cúc ha các bạn, không thấy bán cây quất nữa. Các bạn thấy là ở đây có những cái mai gốc rất là bự, nhưng mà không hiểu sao lại bị cưa ngang chi ta cho nó xấu. Mình cũng là không rành về mai lắm, nhưng mình nghĩ chắc có thể là cái gốc này là cái gốc mai khác ha, họ ghép cành vào, cái đó theo mình suy đoán thôi. Ở đây cũng có một cây mai gốc bự như vậy nữa nè. Nếu mà cây mai thật sự mà cái gốc bự như vậy mà để bán thì giá cũng cỡ vài chục triệu tới cả trăm triệu hả các bạn, đâu có rẻ đâu. Mai năm nay thì mình thấy có rất là nhiều nụ các bạn. Những cây này mà đợi ta ra tới mùng là nó nở rồi, rất là đẹp ha. Ở đây có cái mai kiển hủ đẹp quá ha, cái kiểu giống như bonsai kiển nha. Bên đường có mấy cái đầu lân nè, chắc bữa tối ở chỗ này có múa lân ha. Bây giờ mình qua bên bển một chút nha các bạn. Loại lân này có tên là Long Nhi Đường, loại lân của trẻ em mà ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên chợ hoa tiếp nha các bạn. Cái mai này Tết nở rất đẹp ha các bạn. Ai trồng mai thì biết ha. Tới gần Tết mà nghĩ tới việc lặt lá mai thôi là đủ thấy mệt. Những cái mai nhỏ nhỏ vậy thì lặt còn đỡ,
những cây mai mà cao cỡ hơn đầu người ha, thì bắt đầu nó lặt hơi mệt rồi, cả buổi mới xong một cây. Còn những cái mai cổ thụ mà trồng dưới quê ha các bạn, trồng dưới đất á, thì phải nói thôi, chỉ có nước là mướn người lặt lá mai thôi, chứ nhà nào mà neo đơn cỡ một hai người thì thôi, nghĩ chắc lặt hết cái đó chứ không phải 2-3 ngày á. Những gia đình nào mà đông người á thì tới Tết tụ họp với nhau lặt lá mai cũng rất là vui. Ở đây cũng có gốc mai bự quá trời nè. Mình nghĩ cái mai này chắc là mai ghép quá các bạn. Ở đây có mua lần nữa các bạn. Nghe tiếng trống mua lần là thấy có Tết đến rồi ha. Mình đi ra phía bờ kênh cho các bạn xem tàu bè ha. Lâu lắm rồi thì mới có một cái dịp để xem tàu bè đậu rất là nhiều ở khu vực bến Bình Đông này. Mình nhớ là vào những dịp đầu năm mới ha các bạn, thì những khu phố người Hoa họ hùng với nhau. Vài chục nhà thì họ hùng với nhau, họ thuê một cái đoàn lân tới gọi là chúc Tết từ nhà, và mỗi nhà người ta chuẩn bị những cái phong bì, những cái bao thư, bao lì xì các bạn, để mà lì xì với con lân, gọi là năm mới rồng đến nhà tôm theo quan điểm người Việt mình vậy đó. Ở phía bên kia đường thì có làm những cái chỗ chụp hình đó các bạn, để người dân họ có đi mua bông hoa hoặc đi chợ hoa chơi thì có cái chỗ để mà tự sướng, để mà sống ảo đó các bạn. Cái này hình như của công ty nào tài trợ đó các bạn. Cái Cosi nè, như bánh Kindo, tập đoàn bánh kẹo Kindo. Cái ghe này chở mai quá trời nè các bạn, nguyên một ghe luôn, chở toàn là mai.
ở chỗ này là bắt đầu đông xe rồi các bạn. Không biết ở đây bán bông gì mà có vẻ như là xe bắt đầu nó hơi bị kẹt kẹt. Gian hàng này thì bán hoa lan các bạn. Ở đây có ghi là chớp Mỹ nè, một chậu là 500 ngàn. Bông đẹp quá các bạn. Cái chậu bên đây được trưng bày hoa lan rất là đẹp các bạn, vàng đỏ trắng. Hoa lan được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa ha. Ở đây mình thấy họ bán rất là nhiều loại lan khác nhau ha, mà nhìn nè, nó cũng gần giống giống với lan hồ điệp đó các bạn. Mình cũng không rành lắm bởi vì bản thân lan hồ điệp thôi là cũng đã rất là nhiều loại rồi. Tết mà các bạn mua một chậu lan để phòng khách thì rất là sang trọng các bạn. Lan đẹp quá trời. Ở bên đây thì nhà vườn họ đang cho mai lên bờ các bạn. Những cây này nụ quá trời. Cây có nhiều nụ thì mới ăn tiền được hả các bạn. Ở đây thì mấy anh điện lực đang bắt điện với làm gắn đèn trang trí ha các bạn. Ở đây có một cái cổng chào nữa nè, do Kinh Đô tài trợ các bạn. Bây giờ mình đi ra mé bờ kênh ngắm tàu bè tiếp ha các bạn. Hồi nãy giờ mình để ý mình thấy là có hai loại tàu hả các bạn. Một loại là nó sơn màu nâu, và một loại thì hình như cái đầu sơn màu xanh. Hình như có hai tỉnh khác nhau á.
cái kiểu tàu thì giống nhau nhưng mà cái màu sơn thì lại khác nhau ha. Bên đây có khán đài phục vụ ca nhạc nè, chắc là buổi tối họ mới có ca nhạc quá. Cái này là cây sống đời các bạn, cây này có bông nở cũng rất đẹp. Cái cây này nó cũng dễ sống các bạn, chỉ cần bứt cái lá cắm xuống đất là nó cũng tự mọc rễ ra sống rồi. Ở bên kia đường thì họ có làm đường hoa, để mình xe qua bên đó mình xem. À, thấy cũng đẹp chứ ha. Chợ hoa sưng trên bến dưới thuyền. À, ở dưới thì có 5 con trâu, mà tưởng là 5 con heo không các bạn, nếu mà không có cái sừng ha, mập thù lù luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhé các bạn, bởi vì cái đường hoa này vẫn còn rất là dài mà chúng ta mới đi có được có 1/3 thôi. Ở đây có dãy nhà cổ nè, được xây theo kiểu giống như là Pháp vậy. Theo mình tìm hiểu thì dãy nhà này do người Hoa làm chủ và họ thuê những nhà thầu Singapore xây dựng. Nên các bạn thấy là kiến trúc thì cũng gần giống một phần của người Pháp và một phần được cách tân hiện đại. Mỗi khu nhà thì các bạn thấy là có 3 gian. Ở trên thì dùng để ở, ở dưới thì dùng làm kho chứa các bạn. Nó nói bên trong cái nhà này thì tuy không rộng nhưng mà rất là sâu. À, có nhà sâu tới cả 100 mét rồi. Dãy nhà này hình như vẫn còn nguyên vẹn và không có thay đổi ha. À, nghe nói đâu được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 đó các bạn. Các cái kho ở bến Bình Đông này thì trước đây dùng để trữ gạo với lại bột mì của các ghe thuyền họ chở tới đây. Ở chỗ này có cầu vượt bộ hành nè các bạn, để mình đi lên đó mình quay cho nó đẹp ha. Các cái dãy nhà này mà được bảo tồn thì rất là hay các bạn. Đây có thể gọi là một cái di tích lịch sử của một thời trên bến dưới thuyền rất là phồn thịnh ở khu vực bến Bình Đông này. Đứng ở trên cao này chúng ta có một cái góc nhìn rất là đẹp, bao quát rất là xa.
để mình lên ở trên này nữa coi, đi ra giữa dòng kênh nữa. Chắc sẽ có cái góc nhìn đẹp hơn đó các bạn. Đẹp quá ha, đứng đây có thể thấy cả một đoạn kênh Tân Hữu rất là dài với rất nhiều tàu cập bến đó các bạn. Bên đây là đại lộ Võ Văn Kiệt à, từ ở vị trí này thì chúng ta nhìn ngược qua bến Bình Đông rất là đẹp ha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay xuống bến Bình Đông để tiếp tục đi chợ hoa nha các bạn. Mình thấy những cái cây cầu này ít người qua lại lắm các bạn, do người Việt Nam mình không có thói quen đi bộ như ngày xưa. Bây giờ đi đâu cũng có xe gắn máy hết rồi. Cây cầu này thì không có xe gắn máy không lên được, chỉ có xe đạp mới dắt lên đây được thôi. Thì chỉ có những người đi xe đạp hoặc là có công chuyện đi bộ thì họ mới đi trên cầu này thôi, chứ bình thường thì ít người đi. Họ đi xe gắn máy thì họ chịu khó đi đường vòng qua cầu Chà Và bọc trở lại. Hôm nay đi buổi sáng thì chợ hoa nó hơi vắng các bạn. Chắc là chợ hoa này sẽ đông vào ban đêm, để ban đêm mới có ca nhạc. Chợ đại đèn đốm nó đẹp nữa. Nhưng mà đi ban đêm thì chợ các bạn sẽ không thấy được rõ những cái tàu thuyền đậu trên bến ha các bạn. Nên là mình đi ban ngày để quay cho các bạn thấy tàu ghe nó cập bến như thế nào. Cái mai này nụ quá trời ha các bạn. Thấy nghệ nhân họ chăm sóc có khác ha. Ở nhà mình cũng có cái mai mà không bao giờ nó ra nụ như vậy ha. Ở đối diện bên đây thì họ đang làm cái tiểu cảnh để mà chụp hình ha các bạn, cho các chị em sống ảo
để mình qua mình coi họ làm như thế nào ha. Ở đây có một nhiếp ảnh gia đang đu than để chụp hình. Ở đằng xa thì có một anh nhiếp ảnh gia nữa. Wow, tới hai anh nữa chứ không phải một anh. À, tổng cộng là có ba anh nhiếp ảnh gia đang tập trung ở đây. À, cái dãy nhà ở đây thì có thiết kế khác với cái dãy nhà nãy mình mới coi đó các bạn. Có thể có tới hai ba chủ luôn ha, mỗi chủ thì họ sẽ xây khác nhau để phân biệt. Ở đây có một anh chắc cũng mới mua cái mai xong đang buộc cái dây để trở về. Mai vàng thì hình như là có rất là nhiều loại các bạn. Trước đây thì chỉ có mai năm cánh thôi các bạn. Sau này thì người ta ghép thành ra mai đất có rất là nhiều cánh. 8, 10 cánh, 12 cánh, 20 mấy cánh. Có loại cả mấy chục cánh luôn. Hình như càng nhiều cánh thì càng mắc ha. Mé bờ kênh này có ghe chở mai quá trời nè các bạn. À, ghe này cũng màu nâu luôn nè. Cây này là cây mai chiếu thủy nè các bạn. Cái bông nó lúc nào nó cũng hướng xuống dưới hết. À, gọi là mai chiếu thủy hay là mai chiếu thổ ha. Tức là cái bông nó hướng xuống đất ấy. Nếu mà trồng ở vùng sông nước thì nó hướng xuống nước thì gọi là mai chiếu thủy hay là mai chiếu thổ. À, cái tên thủy thì nghe đẹp hơn. Cái chỗ này có nhiều gốc mai đẹp quá, mai nhỏ nhưng mà gốc rất là bự, không biết phải mai ghép không á, nhưng mà nhìn cái dáng rất là đẹp. Đẹp quá ha. Hồi nãy giờ mình đi là mình thấy chỗ này mai có vẻ đẹp nhất.
Ở bên đây chắc là khu ẩm thực quá ha. Chưa có ai dọn tới bán hết. Khúc ở dưới này thì không có sôi động bằng khúc ở trên kia hết các bạn, ở gần cầu Chà Và đó. Có vẻ như ở trên đó họ hướng khách hết rồi. Ra khách họ chưa xuống tới đây được. Ở dưới đây có vẻ vắng. Ở chỗ này thì mấy cái gian hàng có vẻ thưa rồi các bạn. Đó, chắc nhà vườn họ chưa lên kịp. Hồi nãy giờ mình đi cũng gần tiếng đồng hồ đó các bạn. Vậy video mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một đăng ký và một like nha. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn được nhiều sức khỏe.